Ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức phát động cuộc vận động Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa, du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn, song song với việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội. Đến nay, nhiều hoạt động kích cầu sản phẩm tour tuyến mới đã được tung ra thị trường để phục vụ nhu cầu của du khách. Trong tháng 11 vừa qua, thì thành phố đã tổ chức tháng khuyến mại và khởi đầu là ngày hội khuyến mại du lịch. Sự kiện này thì đã thu hút nhiều doanh nghiệp của Hà Nội mang các cái sản phẩm mới, đặc trưng và có chất lượng, có giá cả hợp lý, giới thiệu đến du khách. Tận dụng lợi thế là thành phố di sản, Hà Nội đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch kích cầu mới, trong đó chú trọng việc khai thác giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội và kết nối với các địa phương khác để tạo sản phẩm độc đáo. Tiêu biểu như các sản phẩm, chương trình tham quan nhà tù Hỏa Lò về đêm, giải mã Hoàng Thành Thăng Long và kết nối di sản này với Tràng An, Bái Đính, Ninh Bình bằng tour đêm trước rời đô. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng các chương trình du lịch nội thành để phục vụ khách du lịch. Với những khách mà từ các tỉnh thành đến với thủ đô thì đây là một cái chương trình mới để khách có thể lưu trú lâu hơn tại thành phố. Và đặc biệt là với những vị khách mà là người dân của thành phố Hà Nội thì họ lại được trải nghiệm cái không gian của buổi tối ở Hỏa Lò như thế nào, nó khác hoàn toàn với những lần họ đã đi tham quan buổi ban ngày. Đối với cả khách du lịch tới Hà Nội thì bên công ty có triển khai thêm cái sản phẩm là tour chuyến xe buổi tối, chuyến xe âm nhạc vào tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần vào lúc 20:30 tại nhà hát lớn. Trên xe thì khách sẽ được trải nghiệm là ngắm phố phường Hà Nội lúc về đêm khi thành phố lên đèn, cùng thưởng thức trong tiếng âm nhạc cùng các ban nhạc chơi các bài hát về Hà Nội. Không chỉ chú trọng đến việc xây dựng sản phẩm, Sở Du lịch Hà Nội còn hỗ trợ các đơn vị tham gia kích cầu du lịch với nhiều sự kiện lớn được tổ chức như lễ hội kích cầu du lịch, ngày hội khuyến mại du lịch. Ngoài ra, để có sản phẩm phù hợp với tình hình mới, Sở Du lịch đã phối hợp với các câu lạc bộ du lịch tổ chức khảo sát xây dựng sản phẩm kết nối Hà Nội với các địa phương. Hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang tập trung trên 4 nội dung. Thứ nhất là trao đổi trong cái công tác quản lý nhà nước về du lịch. Thứ hai là tập trung phát triển các sản phẩm. Thứ ba là tăng cường cái quảng bá sản phẩm liên kết vùng. Và thứ tư là tập trung trong phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư. Chúng tôi cũng đang kết hợp với các địa phương là tổ chức cái du lịch đêm, tạo ra những cái nét văn hóa riêng của du lịch Hà Nội để mà khuyến khích các cái du khách họ đến du lịch Hà Nội, hoặc là các cái đoàn khách, đoàn công tác họ đến Hà Nội để họ có cơ hội để mà thưởng thức cái sản phẩm riêng có của thủ đô. Để hoạt động liên kết giữa Hà Nội và các địa phương ngày càng hiệu quả, thời gian tới, Hà Nội và các địa phương sẽ tăng cường hợp tác, đưa các sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn để kích cầu thị trường du lịch sau dịch COVID-19. Đồng thời, xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng công nghệ chung để việc kết nối hiệu quả.